Rồi quý vị ơi, bonsai 2726, một cái cụm gần kim thanh mai 4 thân tứ quý nha, 320k bao ship toàn quốc. Không có ông nào mà bán cho quý vị cái cây này 320 mà bao ship hết trơn nha quý vị. Tại tiền ship là hết 50.000 rồi nha quý vị. Có mình tôi bán cho quý vị hả? Đó, tôi khùng khùng ba trận bán cho quý vị cây này dân Nghệ chơi nha. Cây này đó, cái lô này tôi mua 10 cây nha quý vị. Tôi bán là coi như cái này là coi như bán vốn không á. Tại vì trước kia mua có trước có sau. Sẵn có ông chú này giúp vốn cho ổng mà mua cho ổng bán giùm ổng nha quý vị. Chứ không có lời nha, còn mấy cây nhỏ hơn là bán lỗ nữa đó nha quý vị. Mà tôi cái gì cũng có trước có sau chứ. Đi mua cú bồ cho người ta không nha. Chứ không gà là mấy ổng mua bán đâu có được đâu. Trời mưa, trời gió, trời bão rồi Covid tùm lum tùm la. Tôi mua về tôi cứu bồ tôi bán vốn không á. Mà mấy ổng đâu có biết đâu. Nhiều khi mua mấy ổng mười mấy triệu tiền cây ấy, chứ có hả 100.000, 70.000 mấy ổng không bớt luôn nha quý vị. Đó, vậy đó. Rồi thôi vậy đi nha quý vị, 320 bao ship nha. Ông nào có mua cây biết rồi đó, cây kim anh mai cỡ này là hả biết bao nhiêu năm chưa? 7-8 năm, chục năm tuổi luôn á. À, siêu to khổng lồ 4 thân luôn nha, kim thanh mai nha, đá nó nhỏ xíu luôn nè, đen thù lùi luôn nè, thấy không, xanh đậm luôn ha. Rồi đi lại nha, gì quỷ qua nó cười dữ vậy. À, quay kỹ cho quý vị xem là nó siêu to khổng lồ. Anh nào mà mua tôi gọt bớt nửa bầu nha quý vị, tại vì rễ cái nó ẩm tôi làm mỏng lắm, để mỏng nha, nó ăn không có nhiều hết trơn đâu, tôi cắt ngang đây thôi chứ không để nguyên cái bầu này, nó nặng lắm nha quý vị, đóng thùng không có được đâu nha. Rồi cái nào nói trước nha, rồi kết thúc xuống đi.